Nên đều đập. Chấp mà chấp chó làm đủ kiểu mà. Cứt lôi quá. Ngây luôn này. Để trong đánh. Chấp qua nữa hay cả đôi để đánh được. Đánh 6 đánh được. Đập xong đời được. Đập sẽ chịu. Đập cũng được. Đi quá em tưởng đập nhau. Thì cầm kệ. Cái con này. Tại tái này chúng ta ăn đôi. Nhanh nha. Trời ơi. Siêu nhân. Mọi người. Chết. Gọt chưa hả? Đầu mà không được nữa. Xóa bằng cái được. Úi chà. Kít. Kít. Đập thì chịu. Đập khó ấn bỏ. Đập. Đi lái này. Tâm lý thôi. Sang bên này đều thua không? Bên này thua luôn. Đánh mấy xe đấy. Tay luôn. Nhiều đánh đi sáng nữa mày. Đập thì ăn bỏ khó mà. Bỏ nhánh lắm. Trời ơi. Xong rồi. Khổ kích lồi. Anh bỏ lại quả cái này đó. Nếu hắn đánh tay có giỏi không? Đánh tay đều đánh được. Trời, chụp cả 6 thằng Bình Hằng luôn. Gớm quá. Đây rồi. Bác nó chặt rồi. Ờ. Rồi chặt rồi. Chặt rồi, bác nó chặt rồi, bác là huấn luyện viên bác nó chặt rồi. Chặt rồi. Cha ăn hết rồi. Ơ, công luôn. Mới thả chân đi đã. 53. Được. Anh đứng phải ở bên dưới cái hồ sao? Còn toàn phải tay nữa. Chơi. Chờ. Vậy đại. Nhọt nhọt. Một bắt được hết. Về đưa lên YouTube. Sợi thịt. Đập cái chó. Có một bây, năm, rồi. 5 triệu tâm lý rồi. Không đã à? Thua ra đi rồi chứ này. Thua rồi. Thua. Đó. Đập bể mặt đi. Bò ngắn bóng đẩy làm chi? Cái thằng này đó, hai thằng. Thực ra tao đánh bóng có giỏi lắm. À, anh làm nóng đường lắm rồi, mình muốn làm luôn chứ không hết chỗ rồi rơi nữa. Chà. Có đường trâu bò. Đánh trâu bò. Bài bản lắm. Nhưng mà một bên đánh solo khác, một bên đánh kiểu đội đánh đội khác hoàn hoàn toàn. Nó đông tâm lý đấy. Người đánh không. Solo đánh. Ba người đánh đúng rồi. Mấy thằng mình chuyên nghiệp không? Bài bản. Rất là nặng đấy đánh. Đánh. Đánh.
dưới. Mới rửa mông đau dãy kiếp. Khả năng em chuyển lại. Chân là không mà. Luyện. Đang đèo thí gót lên. Vừa rồi, không chạy được. Chạy được, không ra được bóng. Bóng lên đây. Bóng lên đi. Ra được bóng. Thằng đó. Khó chạy. Một bắt được thế. Đập ít chút. Chờ tí. Đi, ngay kiểm giám sức chiều về thôi. Đồ mày không? Ta thì cũng có lớp làm thì lấy đến này. Ở đó. Đáng như 40 đó. Ê trời. Chấp. Chấp đánh ghế. Không đánh tay được. Biết à? Tay ai thì biết được à? Tay thì không biết đấy. Ngồi ghế là thầy gớm đấy. Đừng cười. Đừng cười, đừng cười. Thao, chúng ta chạy ghê hết chứ bạch. Ôi trời, được hai kìa. Đập như chiều nè, rửa nó không biết. Ôi trời. Đừng nghe nè, ra đó nè. Cống mà không ăn được rồi. Con được đục thắng ơi. Đây ghế lên thua. Rửa nó thôi. Chân đấy chân.